Chào cả nhà thân yêu, chúc cả nhà một ngày mới thật là vui vẻ nghe. Sáng sớm gia đình mình chuẩn bị đi tàu, tới điểm ăn sáng rồi, ghé vô ăn sáng để lấy năng lượng. Xong rồi mình đi vô chợ, mình mua hải sản, chế biến xong xuôi, mình đem ra bãi biển, mình tắm. Rồi bắt đầu tối, mình lên mình thưởng thức hải sản thôi. Mời các bạn xem clip cùng gia đình Phượng nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sau một ngày dài đi chơi thì cốt cuộc gia đình Cường cũng về gần tới nhà rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của Cường nha. Chúc tất cả mọi người một ngày mới gặp nhiều may mắn sống nha. Bye.